Tấn Lê xin chào các bạn. Trong video clip AutoCAD 3D này, Tấn Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành vẽ kệ đựng nước inox này. Đây, cái kệ này nè. Thì thông qua việc vẽ cái kệ này, các bạn sẽ được học rất là nhiều cái lệnh liên quan đến CAD 3D cũng như là thủ thuật CAD 3D 2D nha. Mời các bạn theo dõi. Các bạn xem rất là kỹ cái video, đừng bỏ qua, đừng bỏ sót một cái giây phút nào. Tại vì các bạn bỏ sót thì lúc đó các bạn sẽ có nhiều cái thao tác bạn không hiểu. Rồi giả sử các bạn xem kỹ hết, có những cái bạn chưa hiểu, bạn cứ comment hỏi ngay bên dưới video á, có một bình luận đó, các bạn cứ comment bên ngay bên dưới, mình rất là thích các bạn comment hỏi bên dưới nha. Rồi mời các bạn theo dõi, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Thứ nhất là mình cho các bạn xem qua cái bàn vẽ có kích thước nè, các bạn cứ chụp lại cái màn hình này nha, rồi sau đó bạn thực hành theo. Thì cái file CAD này mình sẽ để ngay bên dưới một mô tả luôn, các bạn cứ vào trong một mô tả của video đó, các bạn tải về các bạn thực hành theo nha. Đây, mình cho mình gỡ cái file CAD 2D này, đây là file 2D. Đây là kích thước của hình, đây là của cái kệ nè. Này, bạn xem ha. Đó, đây nè. Còn hình 3D của nó là đây. Đây, hình 3D đây. Rồi mình hướng dẫn các bạn từng bước để vẽ. Mình chỉ ngay từ đầu. Các bạn khởi tạo một file CAD mới, nhấn vào biểu tượng New ở đây, và ăn CAD, chọn New nè. Mình luôn luôn hướng dẫn từ đầu để cho những bạn sau, các bạn mới học vẫn có thể tiếp cận được. Chọn AutoCAD ISO nè, open nó ra, bạn có lấy AutoCAD ISO các bạn lên được rồi. Rồi nhấn F7, bạn tắt cái lưới đi. Rồi bạn save cái file này lại, đặt tên cho nó. Rồi thực hành vẽ kệ inox AdWords. Rồi trước khi vẽ bạn phải định hình là cái kệ này nè, các bạn vẽ ở cái tư thế nào, chắc chắn là mình vẽ tư thế đứng rồi đúng không, tư thế đứng rồi mình cho rằng đây là mặt trước ha, các bạn quy ước mặt trước là bằng này, thì khi đó bên đây nhìn qua nó sẽ là rai, bên đây nhìn qua nó sẽ là lép, bên đây sẽ là rai, làm sao mình tới ở trên xuống được chưa các bạn. Rồi bây giờ mình chọn cái mặt trước, mình đang trong file này, các bạn chọn cái view nhìn chỗ này nè, chọn là front, đây chọn front mặt trước nha. Để khung dây, nếu nó đang có view nhìn nào, các bạn cứ để khung dây, mặc định file CAD mới là khung dây. Rồi các bạn cứ vẽ nè, nhìn kích thước. Trước tiên các bạn phải vẽ cái đường dẫn. Này đây là cái inox, này là phi 16. Cho nên đầu tiên các bạn cứ vẽ cái đường dẫn này nè. Này vẽ cái đường dẫn này nè các bạn, này vẽ đường dẫn này. Thì kích thước phủ bì này các bạn xem là người ta cho là 1420 tổng chiều cao. Nhưng mà bạn vẽ đường dẫn là chính là cái đường tim, cái đường đi qua cái tim của cái ống inox á. Thì rõ ràng là nó cao lên, trên đây bạn phải rồi trừ xuống là 8 ly, tức là cái đường tim nằm ở giữa nè. Mình vẽ cái đường tim, lát nữa mình sẽ vẽ cái vòng tròn dùng là script á. Thì cái đường tim đầu tiên các bạn vẽ một cái hình chữ nhật đựng vừa khít cái kệ này. Thì vừa khít cái kệ này ngang là 510 nè. Cao phủ bì của nó là 1420. Rồi, vẽ hình chữ nhật liền, rồi AC, chú ý để view nhìn front khi vẽ nha. Chọn góc xuất phát nè, A cộng ngang 510, phải cao là 1420, enter. Nhấp đôi bánh xe Zemo lại, bạn cứ chọn hình chữ nhật này, gõ X Enter để tách rời bốn cạnh ra, được chưa các bạn. Rồi trở lại cái kệ, cái bản vẽ kệ. Tiếp theo bây giờ mình dựng cái hình này, khoảng cách giữa hai cái này là 314, khoảng cách tim nha. Mình đang vẽ cái đường tim, các bạn chú ý là chúng ta đã vẽ cái đường tim. Một lát nữa chúng ta sử dụng lệnh script thì nó ra được cái ống inox thôi. Cái cách vẽ kệ hình ống như thế là các bạn vẽ cái tim của nó trước. Rồi cái đường tim nó là từ tim này qua tim này là 314. Rồi cái tim từ đây bắt đầu xuất phát, đây góc này 140 độ, đây là 510, 510 mình đã có rồi. Còn ở đây từ đây qua đây là 314 ha. Rồi trở lại nè. Các bạn offset vào đây để xác định cái khoảng cách mà 314 con vẽ với vòng tròn có tâm nằm ngay giữa nè. D enter 314 enter, như là mình lấy được hai điểm hai bên rồi. Đây. Rồi các bạn có vẽ hai cái line từ đây vẽ thẳng lên thôi. F8, còn cứ vẽ thẳng lên. Rồi mi qua, mirror qua, hoặc copy hoặc vẽ luôn cũng được nữa. Đây bạn mi nó qua, mirror nó qua, hoặc là vẽ line lên luôn cũng được, không sao hết. Rồi từ đây nè, cái góc chỗ này là 140 độ, làm sao để các bạn vẽ được 140 độ như thế này nè. Này cái tim bạn tưởng tượng mình vẽ cái đường tim chính giữa như thế này nè, đây nè. Này, mình đang vẽ ra, vẽ nháp cho các bạn coi thôi nha. Đó mình các bạn tưởng tượng các bạn vẽ cái đường tim này nè. Này cái đường từ ngay tim giữa đó. Thì cái góc này là 140 độ cách vẽ nè. Các bạn cứ vẽ theo phương thẳng đứng, các bạn quay xuống 140 độ, nó gặp nhau ở đâu thì bạn lấy chỗ đó thôi, rất là đơn giản. Nhập lệnh line nè, bạn cứ vẽ thẳng lên, bạn vẽ đại đi, bạn vẽ đại một độ, mình đừng quan tâm nó dài nhiêu hết á. Rồi Enter, quay nó, có phải các bạn quay xuống từ đây nè,
Rồi đây bạn quay quay xuống là quay theo ngược kim đồng hồ góc 140 độ không? Tâm tại có quay tại đây. 140 enter. Đó là sau đó bạn mua nó lên, M enter này mua lên, điểm đặt bạn bắt vô đây nè. Thì cái khoảng cách này nó xác định 510 rồi. Bây giờ chỗ này là mình bo góc. Cái bán kính bo chỗ này mình lấy trong cái hình này mình thằng Lê ghi thiếu nha. Đây là enter cho các bạn bán kính bo này là lấy 65. Để các bạn bo góc 65, F enter nè, R enter nè, 65 enter, chọn hai cạnh. Đó nó bo tròn các bạn rồi. Các bạn chỉ cần vẽ một bên thôi, cần vẽ một bên là mình mirror qua chứ mình vẽ hai bên chi cho mất công. Rồi tiếp tục, ở trên cái phần vòng tròn ở trên này, bằng mirror nó qua đi. Mirror nó qua đi ha. Mi, trong cái xứng này giữa nè, click enter xong. Cái vòng tròn ở trên đây thì bạn vẽ vòng tròn này ra, vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng, tiếp xúc cạnh trên, tiếp xúc hai cạnh này. S enter nè, cho nó dài lên đây. Stretch á, là stretch á. Vẽ vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng, bạn vào đây. Tan 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 tan. Tiếp xúc thứ nhất là tan nè, tan, tan, đó nó ra. Nhưng mà cái này là cái mình đang vẽ phủ bì. Các bạn chú ý nè, từ trên này thụt xuống, mình đang vẽ cái đường tim phải thụt xuống 8 ly. Cái đường tim thì cái nét vẽ của mình phải ở ngay giữa nè. Ngay giữa nè, nên phải thụt xuống 8 thì ở đây là inox phi 16 nha. Vậy thì mình mua cái vòng tròn này xuống 8. Mua xuống 8. Rồi các bạn trim thôi, TR enter 2 lần, trim. Trim. Xong. Bây giờ các bạn Z nó lại. Nhà mình Z. Cái việc vẽ cái đường dẫn là rất quan trọng. Thật ra khi bạn vẽ 2D phần lớn các cái thao tác, khi bạn vẽ 3D phần lớn các thao tác là 2D không ạ. Đó là nó phải dính là như thế này mới được nha. Khi bạn di cũng được thì một số chỗ bạn kiểm tra rồi lý do gì đó nó chéo nhau, nó lắng vào nhau, nó hở thì bạn di không có được, chú ý cho đó. Rồi mình được cái đường dẫn của cái phần của cái chân lớn rồi. Đây mình đã được cái đường dẫn của cái này nè. Đây đường dẫn của cái này nè. Đó. Giờ tới đường dẫn một cái phía sau thì mình nhìn cái hình nè, các bạn xem cái hình là phía trong tim này qua tim này là 184 và nó y chang như thế này thôi, thì các bạn cứ copy cái chân này ra rồi bạn mirror qua thôi, bạn khỏi cần vẽ nữa, khoảng cách là bạn canh cho nó đúng 380 là được. Rồi mình làm nha, bạn copy ra ngoài cái ha, chọn nó hit enter ra đi, rồi bạn xóa bỏ một nửa đi. Rồi bây giờ mình canh nè. Bạn vẽ một cái vòng tròn, vẽ một vòng tròn khác là 184, D enter 184, theo đường kính 184 đó. Rồi bạn Z này lại, Z enter lại, bạn mua vô thôi, mua vô nè. Đây nó nằm ngay vị trí này. À sorry, chỗ này là 380 nha, vòng tròn này là 380, thằng Lê xem lại mình có nhầm hay không. À 380, thằng Lê nhầm. C enter, chọn cái tâm ở đây, D enter 380 enter. Rồi bạn nhập hình mưu lại nè, mưu lại nè. Rồi đặt vô cái chỗ này nè. Đây. Thì cái này nó sẽ đúng luôn. Rồi xóa bỏ nè. Ok. Rồi mình mi này qua, mi nó qua. Mi qua. Bạn đo từ đây qua đây phải đây lại đo phải đúng không? Ok. Rồi, cái vòng tròn này thì sao? Cũng tương tự à, trên xuống mà phải biết khoảng cách từ trên xuống là bao nhiêu nữa nha. Đo từ trên từ dưới lên 1250 bằng thụt xuống 8 ly. Từ dưới lên 1250, đây đường dưới có ra đây, bằng offset nó lên 1250 nè. Offset 1250 bằng trừ đi ra 8, 1242 thôi. 1242, enter. Rồi, sau đó vẽ cái vòng tròn này, tiếp xúc ba đối tượng. Tan, tan, tan. Rồi, xóa cái line này đi, trim. Trim. Đó, rồi sau đó bằng Z nó lại, Z, enter. Như vậy là chúng ta đã được cái đường dẫn bên trong rồi. Đây. Phải chọn cho hết rồi gì? Đó nó dính rồi. Nó phải dính lại, lát nữa bạn squeeze nó mới được ha. Rồi, cái thao tác 2D này mình đã vẽ xong đường dẫn. Tiếp theo các bạn vẽ luôn cái phần đường, còn cái phần đường dẫn ở trên nhìn xuống nữa. Thì ở đây mình, lát nữa mình vẽ sau. Bây giờ mình định vị. Các bạn định vị cái mặt bằng này, các bạn thấy cái mặt bằng không? Khoảng cách này từ đây đến đây là D, L, Y, thì mình đo xem có bao nhiêu đây. Từ tâm này đến tâm này là 380. 380 ha. Rồi các bạn làm như sau. Bạn vẽ đại một cái vòng tròn đúng bằng phi inox, bán kính là 8. Rồi bạn copy thôi. Điểm đặt ở đây, rê qua nè. Rê qua. Rê qua. Rồi, sau đó các bạn mù nó xuống. Mù nó xuống nè. Giờ mình đang dựng cái mặt bằng, khoảng cách là 380 thì các bạn chỉ mua cái nhỏ lên 380 nè, 380
Đó, giờ mình vẽ cái đường dẫn. Vẽ cái đường dẫn này nè các bạn. Bằng vẽ tương tưởng tượng bằng vẽ cái đường dẫn này nè. Để lát nữa mình quét để mình ra được cái chắn ngang bên trên này nè, lát mình ra mấy cái ngang ngang này nè. Này, cái bằng vẽ cái đường dẫn này ra nè. Được chưa nào? Rồi chúng ta đã định vị được bốn cái vòng tròn chính xác vị trí. Tiếp theo, bây giờ mình vẽ cái đường tim này, đường tim này thì từ tim này lên đúng là tại cái này là 16, từ đây đến đây là 16. Offset từ ngay đường giữa này là lên 16. Vẽ một cái line từ đây qua đây. Rồi bằng offset nó lên 16. 16 là chúng ta lấy được cái đường tim ha, xóa này bỏ đi. Là bằng BR, BR ngắt ngắt ra đi. Ha, rồi trên đây xuống, cái này nó bắt từ tim luôn. Bằng vẽ từ tim này đi xuống nè. Rồi cũng từ tim này đi xuống nè. Xong. Xem tiếp kích thước nè. Làm thấy nó đi tim không? Nó đi vào ngay tim không các bạn nè, đi vào ngay tim nè, đó nó đi vào ngay tim đi xuống nè, đó. Cái khoảng vòng chỗ này á, cái chênh lệch chỗ này là 24 ly, tức là từ tim này đi lên 24 ly là ra được cái đường tim. Bạn cứ vẽ một cái đường line ngay chỗ này. Rồi mô nó lên, khỏi cần mô luôn, chọn này chỉ nó lên nhập vô 24. Xong. Làm sao để chúng ta vẽ được cái đường tim cho chính xác đây các bạn để ý nè. Một lát sau khi hoàn thiện xong cái ống dây nóc này nó bẻ cong, nó vừa chạm vào trong cái thân cái trụ đứng nè. Nên cái đường tim của các bạn nó phải hở từ đây, từ trụ đứng ra là 8 nha. Rồi các bạn phải offset cái vòng tròn này ra 8 nè, offset ra 8. Rồi để mình làm đường tim, giờ mình vẽ cái vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng này nè. Rồi vẽ vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng. Để vẽ vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng nó cho vào đây. Tiếp xúc nè. Tiếp xúc đấy. Rồi chúng ta trim thôi, TR Enter 2 lần. Trim đi các bạn. Trim đi. Cái tình huống vẽ vòng tròn tiếp xúc ba đối tượng các bạn dùng rất là thường xuyên nha. Rồi xóa bỏ cái vòng tròn này đi, mình không cần nữa, vòng tròn nháp này nữa, các bạn delete đi. Hiện lát nữa các bạn sweep á 16 thì nó vừa chạm vào đây. À. Còn phải tính toán trước khi quá trình thiết kế phải kỹ lưỡng. Rồi bạn xem bên dưới này cái bánh kính bo này là 32. Rồi bằng bo góc đó. 32 là cái bánh kính bo này là mình ghi bánh kính trong đường ngay đường tim của nó. Còn phải cộng thêm xa, bạn cộng thêm 6 nữa. Cộng thêm 8 nữa, tức là 40. Bo này là 40 nè, F enter, R enter nè, 40 enter. Bo góc 40 đó. F enter lặp lại lệnh nè, bo góc 40 luôn nè. Ngay chỗ này bằng mi nó qua thôi, khỏi vẽ nữa, mi nó qua, mi enter, trục đó xứng ngay chính giữa nè, gõ M2B nè để tìm cái trục đó xứng, điểm thứ nhất đây, điểm thứ hai trong đây nè, đó, điểm trục đó xứng ngay giữa mới đúng, tới chuột trái cái nữa, gõ enter. Rồi bằng trim bỏ này đi nè, TR enter 2 lần trim đi nè. Rồi bây giờ mình Z, chúng ta Z lại, xong rồi đó các bạn, cái đường dẫn này xong rồi đó. Z enter, khi bạn vẽ xong đường dẫn này coi như gần như xong rồi đó. À, chỗ này bạn phải kéo xuống mà mới Z được. Z enter, ok, thành công. Rồi bây giờ mình cái hình này các bạn cứ để đây đi, tí xíu mình tính ha. Rồi bây giờ mình chuyển vào trong không gian, cái hình này mình để trong cái file 2D đi. Cần trong X mình đưa nó qua trở lại file 2D mình để đây đi. Rồi để trong 2D, lát mình copy qua sao. Rồi mình đang ở file 3D. Giờ bạn chuyển lại view nhìn trong không gian nè, chuyển lại view nhìn trong không gian đó. Khoảng cách này bạn mua nó ra làm sao 308, đây kích thước là cho 308 nè. 358 nha các bạn. Rồi mình mua ra làm sao? Khoảng cách giữa hai cái chân kệ đó. Mua cái nhỏ ra làm sao? Bật cái 8 lên, nhập vô 380 enter đó. Rồi, bây giờ cái này mình xóa cho nó đỡ rối, mình không có cần nữa, mình xóa đi. Xóa đi nha, đỡ rối. Tiếp tục. Các bạn vẽ, bạn định vị cái kia vào cái này nè. Nè, copy nó vào nè, chọn nó nè. Nhấn Ctrl C. Rồi bạn đưa vào đây, nhấn Ctrl V. À phải chọn view nhìn top trước khi dán vào nha, tại nó nằm ở mặt top. Về nó nằm mặt top. Nếu bạn chọn đúng cái mặt, giả sử bạn đang để frame đi. Bạn nhấn Ctrl V, bạn dán vào nó nằm mặt frame nè. Bạn chú ý chọn cái mặt ở chỗ này nè nha. M enter, mua vào điểm đặt nè. Thì cái vị trí ở dưới lên cao độ là bao nhiêu mình xem trên cái kích thước hình này người ta cho là bao nhiêu đây. Từ dưới lên 130 là có một cái ngăn đầu tiên, là tới cái theo tiếp theo là 300 ha. 300, 3 ngang còn lại khoảng cách 300, dưới lên là 130. Làm sao để mình tìm khoảng cách 130? Bằng offset cái line ngang ở dưới lên 130, enter, offset lên. Mình đang để range mà offset nó mới đi lên được nha. Nhiều bạn khi bạn top đi ngang à. Rồi 130, cái chỗ này có là đây nè. Rồi nhập lệnh move, mở enter, đặt ngay tam đây nè. Rồi rê vào, bắt ngay.
À, bạn bắt ngay chỗ này đi ha, rồi bạn mô nó xuống sao, tại vì chỗ này con bị bo tròn lại nó không được chính xác. Mô lại nè. M enter. Điểm đặt con bắt ngay tâm, bạn rê thẳng xuống đè shift kích chuột phải point filter chọn Z do mình đang đi theo trục Z. À trục Y, xin lỗi trục Y. Đè shift point filter trục Y. Rồi bạn rê thẳng bắt xuống cái mép trục Y nè, rê thẳng xuống cái nữa thì nó chỉ trình tiến thẳng xuống thôi. Rồi chỗ này mình xóa đi, không cần nữa. Giờ bạn copy lên nè. CO enter. Khoảng cách bao nhiêu? 300 enter. Lên tiếp theo nữa là nhiêu các bạn? 600. Rồi, 900. Xong. Bây giờ các bạn squeeze thôi. Và cái thanh ngang nữa, bạn làm thanh ngang luôn, thanh ngang mình xem. Này thanh ngang. Thanh ngang cái này nè. Đây thanh, ở dưới lên 100. Và thanh ngang thứ hai ở trên xuống 30. Này bạn nhìn cái hình 3D này bạn dễ hình dung hơn nè. Thanh ngang cái này nè. Thanh ngang cái này từ dưới lên là 100, còn thanh ngang chỗ này là từ ngay chỗ cái kệ ngang chỗ này bạn đi xuống là 30 ha. Rồi trở lại thanh ngang này bằng offset thôi, offset cái line từ dưới lên 100, offset line này nè đó. Sau đó bằng trim bằng bỏ tr ta hay là cắt à, trong không gian bạn muốn trim chỗ này á, bạn chọn chỗ này nè, bạn chọn vậy nè, rồi bạn trim đó, trim nha. Xong tương tự chỗ này bạn vẽ cái line thôi, vẽ cái line từ tâm này qua tâm này, sau đó bằng mô nó xuống một khoảng cách bằng mong muốn, ở đây người ta cho là 30 ha. Rồi như vậy là đường dẫn để vẽ cái kệ này, trước mắt các bạn phải vẽ cho xong cái khung xương đường dẫn này, lưu ý đây là cái đường tim ống inox phi 16. Và bây giờ còn là việc còn lại là sweep nè, center vẽ vòng tròn này, mình tình tận dụng mấy cái vòng tròn này mình sweep luôn khỏi cần vẽ. Bạn gõ vào lệnh svk biểu tượng nó nằm đây này, chọn cái vòng tròn enter, chọn đường dẫn enter, lấy ra lệnh chọn vòng tròn enter, chọn đường dẫn enter, lấy ra lệnh chọn vòng tròn enter, chọn đường dẫn enter, lấy ra lệnh chọn vòng tròn enter, chọn đường dẫn, được chưa nào. Tiếp theo bạn chọn hai cái dòng lớn cũng tương tự nè, svk enter, sử dụng vòng tròn còn lại đây nè, chọn vòng tròn chứ chọn cắt á, enter, chọn cái đường dẫn nè, enter nè, sử dụng cái vòng tròn chỗ này luôn, chọn vòng tròn nè, không vòng tròn này xài rồi, svk enter, lấy vòng tròn bên đây đi, enter, chọn đường dẫn. Rồi còn hai cái đường dẫn ngang nữa là xong rồi đó, cái này không có nha. Svk enter, lấy vòng tròn hết rồi, à lấy vòng tròn này xài luôn. Rồi sau đó enter, chọn đường dẫn enter, lặp lại lệnh, chú ý enter là lấy lệnh trước đó, rồi chọn đối tượng xong rồi enter, chọn đường dẫn. Chứ thay vì bằng lại để lặp lệnh trước đó bạn lít vào đây nó lâu, bạn gõ enter á, khi trạng thái kép đang kết thúc lệnh mà bạn gõ enter là nó sẽ lặp lại một lệnh trước đó. Bạn chú ý trường hợp đó để vẽ kết cho nhanh hơn nha. Rồi cái kệ chúng ta đã hoàn thiện rồi đấy các bạn. Đây, đó, bạn thấy rất là đơn giản không? Vẽ phải chính xác kích thước, bạn xem cái video thật kỹ, đừng bỏ qua giây phút nào. Này, được chưa các bạn? Còn cái việc xuất nó ra để mình ghi chú kích thước nữa thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Rồi video này mình xin kết thúc, mình dừng tại đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài khác. Anh chị các bạn nào có nhu cầu học kèm kết trực tiếp với thằng Lê qua online đó, trong hay ngoài nước, các bạn ở bất kỳ nơi đâu trên quả đất này đều học được với thằng Lê hết. Thì các bạn liên hệ thằng Lê qua điện thoại, Zalo số này nha, hoặc là email. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn.